Đây là cây mai Việt Nam của Cindy nè. Các bạn thấy không? Bây giờ bên ngoài trời á, thì mùa đông nó đang đổ tuyết rơi. Nhưng mà Cindy đẩy mấy cái cây vào trong đây á, thì Cindy cũng đã quay cho các bạn xem cái cây hoa mai Việt Nam của Cindy. Tuy là ở Mỹ nhưng mà mình trồng cái hoa mai Việt Nam này cũng ok lắm nha các bạn. Nếu mà các bạn có quan tâm thì nhớ hãy xem hết cái video clip của Cindy nha. Cindy có thể là chia sẻ luôn những cái phân mà trồng mùa đông như thế nào nha. Đây nè các bạn thấy không? Đây là Cindy quay cái video này là tuyết mới vừa đang rơi, nhưng mà chút trưa nữa tuyết mới rơi nhiều, còn lúc này là đang trời mưa đá nha các bạn. Cây cối của Cindy nè, bây giờ nó đã như vậy rồi. Cái này là các bạn xem nè, mưa đá nha, chứ không phải là tuyết nha. Đó các bạn nhìn nè, cái hộp đá nó như thế này nè. Cái này là mưa đá nhỏ nè. Dự báo thời tiết á, thì họ nói là tới khoảng một chút trưa 11-12 giờ trưa là tuyết nó rơi nhiều lắm các bạn. Các bạn nhìn xem cây cối của Cindy nè, cây nào cũng héo hết trơn luôn á. Bây giờ có cây thì đang mọc ra những cái cây mầm con nè, thì cũng có cây là đang trổ bông nè các bạn. Cindy sẽ quay cho các bạn xem cái cảnh mà khi mà trời tuyết ở đây nha, mưa tuyết mà mưa đá nữa. Cái hồ cá khôi của Cindy thấy tội lắm các bạn ơi. Đây, đây là những chú cá khôi nè, ở bên trên là đang đóng đá tuyết nè các bạn. Đó, chồng mình để mấy cái máy để cho nó cứ rịnh nước xuống, nó chảy nước xuống như thế để cho cá mình nó có cái không khí đó các bạn. Các bạn xem này đó, những cái chú cá khôi của mình nằm ở dưới lòng nước á. Mình đứng ở đây chứ mình thấy nó lạnh lắm luôn á các bạn. Nhưng mà cũng tội nghiệp cho cá khôi. Nhưng mà không chết đâu nha các bạn, cá khôi của mình không có chết đâu nha. Mình sẽ cho các bạn vào xem cái nhà xe của mình để cây nha. Đây nè các bạn, đây là những cái cây mà của Cindy còn sống sót lại nè. Đây là những cái cây cốc nè, cây cốc, cây khế, cây lòng mứt. Đó các bạn, những cái cây này là Cindy để ở trong cái nhà xe như thế này đây. Đây là Cindy có tới mấy cái máy hít luôn đó nha các bạn. Cây của mình nó mới tồn tại nổi nè, ý là để ở trong nhà xe thôi nè các bạn thấy không. Cây của mình nó cũng đang bị héo như thế này nè, là chứng tỏ là cái máy hít của mình á, nó làm cho những cái lá này nó bị vàng như thế này nè. Có rất là nhiều cây, cây này là cái cây hoa ngọc lan á các bạn. Đứng ở đây vậy mà cái mùi nó thơm, thật là thơm luôn á. Tuy là nó không có bông nhưng mà những cái lá này nó cũng thoát ra cái mùi thơm nữa các bạn. Nó đang đâm đọt non nè. Còn ở bên trong đó là cái cây cái cây chanh số 8, cái cây chanh thái của mình đó các bạn. Bạn nhìn những cái cây này là cây xoài, cây xoài của mình á, nó cũng bị héo như thế luôn á các bạn ơi. Còn những cái này, cây này của mình á, là nó bị rụng lá trơn luôn. Đây là cây kỷ tử của Cindy nè. Đây là cái cây sorry á, mà bây giờ nè, ý là Cindy để trong đây mà bây giờ nó rụng héo như thế này luôn nè các bạn. Cây trái mình để như thế này á, nó cũng ảnh hưởng cái máy hít á, nên nó mới héo, nó mới như vậy nè. Nhưng mà Cindy nghĩ không sao, khi mà ra mùa đông thì cây của mình nó sẽ mọc mầm non lên lại. Các bạn thấy không, những cái mầm non nè đó, đụng cái là nó cũng rụng lá luôn nè các bạn thấy không. Cindy để 2-3 gốc máy hít luôn á.
Có cây thì nó còn sống lại nổi, có cây thì sống cũng không nổi nha các bạn. Tại ở đây Cindy không có dùng máy hít lớn. Cây này mình bạc hà này mình cũng đem vô đây, mình cũng dùng máy hít nè các bạn thấy không. Cái sức chịu đựng của cái máy hít này nè, nó cũng nhẹ thôi đó các bạn, mà nó cũng làm cho cái lá cây của mình nó bị héo đó. Còn cái cây tắc của mình nó đang có trái rất là nhiều luôn nè các bạn thấy không. Nhưng mà vẫn bị rụng. Nhưng không sao, tại vì một á là không có không khí nhiều và lại bóng tối nhiều quá nên nó Cindy cũng mở đèn sáng luôn. Còn đây là những cái cây bưởi của Cindy nè, các bạn xem nè. Đó. Các bạn xem nè. Những cây bưởi. Còn chanh dây của Cindy nè, bây giờ cũng đang héo luôn á các bạn. Tại vì thời tiết quá lạnh luôn. Bên ngoài thì đang bị tuyết rơi nữa. Đây là cái cây chanh móng tay của Cindy nè. Còn cái cây bơ này các bạn thấy không, lá rất là ra rất là tươi xanh luôn đó, nó đang mọc những cái mầm non nữa nè các bạn đó. Thì bây giờ cái cây này của mình nó cũng đang héo rồi, một tuần lễ Cindy mới tưới nước một lần cho cây, chứ ở trong đây tưới thường xuyên quá cũng không tốt đâu nha các bạn. Cây của mình nó một tuần lễ ở bên dưới cái gốc của nó vẫn còn cái độ ấm nha. Còn ở đây là cái cây apple của Cindy nè. Để bên ngoài nhưng mà nó đang xuống mùa đông lạnh quá đó các bạn. Cây nó đang ra hoa như thế này nè. Mà Cindy để bên ngoài á, các bạn biết không, lạnh quá cây tự nhiên nó mới rụng mấy cái bông xuống. Thấy gì Cindy mới đẩy vô trong cái nhà xe. Hôm nay á, là cây nó đã tươi lại rồi nè các bạn. Cindy lật hết tất cả các lá hết luôn á nha. Nên nó cây nè, các bạn thấy không? Đó. Để mới lạnh được vài bữa thôi mà cây của mình nó đã quẹo đầu héo lá như thế này nè. Đang ra hoa như thế này thì Cindy đâu có thể nào mà Cindy để bên ngoài cho cây nó như vậy đâu các bạn. Cho nên Cindy phải đẩy vô. Đẩy vô như thế này, đẩy vô trong cái nhà xe như thế này để cho cây apple của mình á, khi mà vừa ra mùa đông rồi á, những cái bông này nè các bạn, nó sẽ đậu trái nha. Nên cây của mình nó rất là nhiều bông, nhiều trái là như thế đó các bạn. À, cái cây apple trước đây của Cindy á, nó rất là cao. Cindy chặt bỏ nè các bạn. Các bạn thấy không? Cindy cắt bỏ nhiều lắm luôn. Cả luôn, chặt luôn nguyên cái phần ở bên trên này của nó. Nó lên cao lắm. Lúc trước á, năm rồi á, là cái cây của mình lên cao lắm. Nhưng năm nay Cindy chặt nhỏ lại cho nó có cái độ tròn. Cái độ tròn của cây đó các bạn nhìn nè. Đó, cái apple của Cindy đó. Bây giờ các bạn thấy không? Apple mà nó ra hoa rất là nhiều luôn nè. Đó. Thì ở bên đây á là cái cây cam của Cindy nè các bạn thấy không, tuy là ở bên trong này lá thì nó cũng vàng, nó cũng héo, nhưng mà cây cam của mình nó lại còn rất là nhiều trái chín luôn nha các bạn. Đây nè, rất là nhiều trái chín luôn, trái chùm chùm luôn á các bạn. Thì cũng có nhiều các cô chú các anh chị hỏi Cindy là mình để phân gì cho cây. Cindy cũng thật lòng mà nói là Cindy để là muối Epsom salt và bone meal, blood meal dùng cho cây rất là nhiều. Cho nên là Cindy sử dụng những cái phân đó thôi. Nhưng mà khi mà Cindy đẩy vào nhà xe thì thỉnh thoảng Cindy có dùng cái loại phân 14, 14, 14 và cái loại phân 10, 10, 10. Loại phân 13, 13, 13. Thì những cái loại phân như đó thì Cindy sẽ change nó. Tức là vài tháng thì Cindy change một lần. Phân này phân kia nha các bạn. Cho nên những cái loại phân đó nó, cái loại phân 14, 14, 14 đó các bạn, nó làm cho cây của mình ra hoa rất là nhiều nha. Cái đây là cái cây apple của Cindy đây. Nó làm cho cây ra hoa rất là nhiều nha các bạn. Còn cái loại phân 13, 13, 13 nó cũng dùng cho phân bón cho cây. Nhưng mà nói chung ra là nó cũng ra hoa nha các bạn. Nó cũng làm cho cây của mình ra hoa rất là nhiều. Còn cái loại phân 10, 10, 10 nó cũng dùng cho ra hoa. Nhưng cái mà những cái loại phân đó là chỉ có tạm thời thôi. Cái loại phân chính của nó là 14, 14, 14 nha các bạn. Cindy
Thỉnh thoảng thì Cindy phải đổi cái thức ăn cho nó. Thức ăn của nó là những cái phân đó các bạn, thì mình cũng giống như là người ta thôi. Mình ăn một món hoài thì nó cũng rất là ngán. Cho nên nó là Cindy phải đổi cho nó. Cách vài tháng là Cindy đổi 13. Mà cũng khoảng 2-3 tháng Cindy đổi phân 10. Và thường xuyên Cindy khi mà vừa ra mùa đông á, là gần ra mùa đông á, là Cindy bón phân cho nó là 14. Để cho phân nó ra qua ra trái nha các bạn. Nên hôm nay á, Cindy cũng quay video để mà trả lời những câu hỏi cho các bạn và các cô chú anh chị luôn. Cindy nhắc lại, đây là cái thùng 55 gallon Cindy mua ở trên Facebook á. Cindy tìm kiếm ở trên Facebook á, bấm vào cái thùng 55 gallon đựng cà phê thì họ sẽ hiện lên những cái thùng họ đã sử dụng rồi. Mình đem về mình cắt ra, mình làm thùng, làm chậu cho cây. Và cái chân này á là Cindy mua ở trên Amazon nha các bạn. Cindy có để đường link ở dưới phần mô tả, các bạn vào xem lại dùm Cindy nha. Cái cây apple này của Cindy là cũng là mấy năm rồi, nên Cindy không có cho nó lên cao. Nên cái cây này Cindy để ở trong chậu như thế này thì cũng thay đất thay phân. Thì Cindy đã cũng có chia sẻ cái video clip thay đất cho cây rồi đó. Các bạn có muốn xem thì bấm vào tìm kiếm dùm Cindy nha. Còn cái lưới này á thì Cindy cũng mua ở trên Amazon nha các bạn. Cindy cũng đã để cái link ở dưới phần mô tả rồi, các bạn vào xem giúp Cindy nha. Các bạn thấy đó, ở bên ngoài tuyết đang rơi nhiều lắm, nhưng mà Cindy á vẫn quay vẫn để như thế này cho các bạn xem. À, Cindy còn cây ổi, cây mai Việt Nam của Cindy thì một chút Cindy ra ngoài vô trong nhà Cindy quay cho các bạn xem. Tại vì Cindy thấy là cái cây ổi của Cindy để ngoài này á, có độ lạnh của nó làm cho cái cây ổi của Cindy á hả, nó bị cháy lá hết trơn luôn. Nó muốn chết cây luôn. Nên Cindy phải đem đi vào trong nhà để riêng cho những cái cây ở trong nhà của Cindy. Đó các bạn xem nè. Các bạn xem đó, những cái cây của Cindy. Cây này á, là cái cây hoa ngọc lan, mà cái cây chết rồi các bạn ơi. Mình thấy ổn quá, giờ mình cũng không biết nói như thế nào. Còn đây là cái cây đu đủ của Cindy, nó cũng ra hoa ra trái rất nhiều, nhưng mà bây giờ lạnh quá nó cũng chết. Nó không chết nhưng mà chắc là có thể là Cindy sẽ chặt bỏ bớt. Còn cái đây là cái cây chanh của Cindy nè. Nó thì những cái cây ở trong đây á, là Cindy cũng giới thiệu cho các bạn xem á, là cái mùa đông thật là cực khi mà mình trồng cây ở Mỹ nha các bạn. Nhưng mà tại vì mình thích thì nên mình trồng, mình phải chăm sóc cho chúng nha. Cây này thì Cindy nghĩ là khi mà ra mùa đông thì cây của mình cũng đã trổ qua nha các bạn. Đây là cái cây bơ đó các bạn. Các bạn xem, đây là cái loại phân 14 là Cindy mua ở trong Amazon nha các bạn. Nên các bạn nên chọn những cái phân như thế này để mà thay đổi thức ăn cho cây nha các bạn. Đó các bạn nhìn xem cây của Cindy, lúc nào Cindy cũng mở đèn sáng như thế này nè, để giống như là mình lấy ánh nắng từ ở bên ngoài lấy vào vậy đó các bạn. Chứ cây mà nó không có ánh nắng thì nó cũng không có xanh lá đâu nha các bạn. Còn đây là mọi những cái số cây mà Cindy đem đi vào trong nhà nè các bạn. Tại vì ở nhà mình có con chó Hickey á, nó quậy lắm các bạn ơi, nên mình phải đem cây vào mình tắn như thế này nè. Ở bên trong đó là cái cây tắc nhỏ và cây lá dứa đồ này kia đó là Cindy đem vào trong đây. Còn cái cây bên nhỏ bên đây á, là cái cây này là cây cà ri á các bạn. Cây này mình rất là thương nhưng mà cũng bị con chó của mình nó quậy á các bạn. Nó quậy đến nỗi mà mình phải cắt bỏ phần ở bên trên luôn rồi đó. Nó cắn nó xé đó các bạn. Nên mình phải để những cái cây này vô trong đây. Mình để một phần nhỏ trong đây thôi.
Còn ở ngoài trước nhà là Cindy để ổi ở trước nha các bạn. Và đây là cái khu vực mà Cindy để những cái cây ăn trái như là khó trồng đó các bạn. Đây là cúc mà Cindy vừa trưng hôm Tết đây nè các bạn. Còn đây là cái cây tắc ngọt của Cindy nè, các bạn nhìn xem. Tắc thì nó cũng ra rất là nhiều trái. Nó cũng có rất là nhiều trái nha các bạn. Nó cũng còn rất rất là nhiều trái nè. Nhưng mà nó cũng bị rụng một phần nào á các bạn, là khi mà mình để ở ngoài sau nhà xe đó, nên cái khí hậu ngoài đó nó lạnh quá, nó chịu không nổi á các bạn ơi. Còn ổi đây đi, mấy cái cây ổi mà trước đây Cindy có giới thiệu qua cho các bạn xem đó, Cindy cũng để ở ngoài sau nhà xe, nhưng mà mấy cái cây ổi của Cindy hả, nó bị cháy như thế này hết trơn luôn nè. Rồi Cindy cũng sợ quá, Cindy đẩy ở trong nhà. Còn cái miếng vừng này nè, là khi mà máy hít ở trên nhà của mình á, mà nó tỏa lan xuống nhiều quá đó, thì nó sẽ làm mấy cái cây của mình cũng bị cháy lá, nên Cindy phải dừng lại. Đó, đụng tới là cái trái của mình, mấy cái trái của mình nó sẽ rụng á các bạn nè, nó nứt luôn á, mấy cái trái nó nứt luôn á, nên mình cũng không ăn được. Đây là cây tắc ngọt của Cindy nè, trái cũng ra rất là nhiều luôn. Còn ổi, ổi lúc này á, thì các bạn thấy không, tuy là để ở bên trong nhà xe mà mình đẩy vô trong đây để mà mình cứu cứu dạng nó lại á, thì các bạn xanh thấy nè, đó nó cũng ra rất là nhiều đọt non luôn. Ổi này á hả, hồi đợt rồi trái quá tràn luôn các bạn ơi, mà mình vừa để đằng sau tí xíu thôi mà nó lạnh quá đó, nhiệt độ nó làm lạnh quá, nó làm cái cây tắc của mình á, cái cây ổi của mình hả, nó rụng trái hết trơn luôn. Rồi Cindy cũng đem vào trong đây để mà Cindy chăm sóc lại nó nè, nên bây giờ nó ra đọt rất là nhiều. Đây là cái cây mai Việt Nam của Cindy, các bạn thấy nè. Cây này thì nó cũng không có chịu cái thời tiết lạnh lắm đâu nha các bạn, nên Cindy cũng rất là kỹ đẩy cây mai Việt Nam của mình đi vào trong nhà để mà trưng mấy ngày Tết đó các bạn. Đây nè, mai Việt Nam của Cindy nó đang nở nè, trưng mấy ngày Tết đó, hoa nó nở rất là lớn luôn. Cái hoa mai này á, nó tới 32 cánh lận, hoa mai cúc đó các bạn, nên cái hoa mai của nó nở rất là lớn. Nhưng mà các bạn nhìn xem nè, nụ nó còn rất là nhiều luôn nha các bạn. Đó, các bạn xem nụ nụ quá nhiều luôn á. Nhưng mà cái mình đẩy ở trong nhà này nè, cái hơi máy hít đó các bạn làm cho cái cây của mình nó nóng quá, nên nó cũng bị khô cái nụ như thế này nè. Nhưng không sao, qua Tết thì Cindy cũng lặt mấy cái lá nó chăm sóc lại nha các bạn. Đây là cái cây hoa hoa mai Việt Nam của Cindy, Cindy thương nó lắm. Còn đây là những cái hạt giống mà Cindy đang đang gieo hạt giống này các bạn. Hạt giống này là hạt giống chanh ngọt, bưởi ngọt mà Cindy đã gieo hạt giống đó, Cindy để trong đây nè. Hôm nay thì nó đang lên lên mầm như thế này nè các bạn. Thật sự mà nói là khi trồng cây mùa đông ở Mỹ này nó rất là khó trồng luôn, chứ không phải là dễ trồng đâu các bạn. Nè, bên ngoài nè, các bạn thấy không? Đó, bây giờ tuyết nó đang rơi như thế này nè, lạnh lắm, lạnh đến nỗi mà nguyên một cái đám nha đam đó các bạn, mà giờ nó cũng phải bị chết như thế này nè, các bạn thấy không? Cho nên lâu lắm rồi Cindy không có quay video, tại vì những cái cây này mình phải chăm sóc kỹ lưỡng để mà khi mà ra mùa đông á, cây của mình mới còn tồn tại nha các bạn. Cindy cảm ơn các bạn đã xem hết video của Cindy. Chúc các bạn một năm mới thật là thành công mỹ mãn nha. Cindy xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp các bạn vào cái video kế tiếp của Cindy.